ra. Cái này mà không ra đâu được, đâu chịu nổi. Đưa con cặp này nè, đổi lại cây bonsai nhỏ nhỏ, nó thôi cây này đẹp, có cây đẹp thì để chơi đi, rút lại nữa chơi. Cây này không xử lý, cây này qua mùa nó mưa cho tới chết. Và cái nhánh này hết nấm hồng banh hết nóng trời. Trời, này đắp xi măng lên thôi gì trời. Bỗng đắp xi đó, rồi bỗng đắp xi rồi. Mẹ hèn chi nó cùi cùi. Này bỗng nó đắp xi rồi, móc ra, móc ra tính này, móc ra đầu xi rồi đó. Không có bò theo được. Móc rồi sao móc? Thì không có cái đục. Tháo tháo dàn cho nè. Cái
cây này anh mua cây này bị lầm rồi, cây điểu. Dạ. Nó bị bọc, nó lắp xi măng. À. Môi ra thà là nó làm chứ mà đất xi măng vậy là nó một tới hoài. Dạ. Cái xi cây. Thà là môi ra. Nó làm được cái gì nó làm. Như vết thương á, mổ rồi phải cô viện cho chảy nước tràn sao. Dạ. Đúng rồi. Đặc biệt phải tử. Tử nặng. Á này ác trời. Má có cái vết cái gì á? Anh có cái vết không? Dạ, keo nó trộn á, mô tô kèo vô trộn đắp. Dạ. Thời gian ủ cho một thêm vô. Má này rất hơn nửa cây á phụ ơi. Bọng trong luôn rồi. Bọng luôn rồi. Cái điều. Má. Còn chơi á, thì bóc ra chơi, còn muốn bán á, thì để dễ bán, mà bán gì cái lương tâm mình nói làm sao đó không có chịu, chưa có hiểu. Dạ. Bóc ra nó được. Chơi vậy thì nó hiểu hiểu. Cái này cắt ở trên bỏ luôn không? Lấy cái gió lọt luôn hả gì? Á, lũa nó trên bên đây trời. Cái này dẻo quá trời, dẻo là sao kỳ quá. Hả? Dẻo, nghèo mà. À, mô tô kiều trọng mà. Dễ cho được. Đây là 50-50. Chiếc này đây vẫn lọc ạ. Vẫn lỏng. Lỏng đây. Chiếc tay mẹ. Chiếc tay nó sẽ làm trời. Chứ ở đây chiếc tay lỏng đây à. Chiếc tay thì phải lỏng. Cái này làm đẹp rồi thì lỏng. Lỏng như chỗ này. Dầu dày dữ nha. Thích chật luôn. Cái xi nha. Nó mà dẫn lại cái xi hết rồi. Chết da hết. Mấy quý này hơi lâu chứ. Mấy cái này tốt nha. Bỏ ra nó luôn đi, con thấy rút luôn mẹ đó. Hả? Rút lụng chút đi. Lắng lã chỗ này. Rút đây luôn. Bỏ nhánh trên rút đây. Thuốc cho giữ mới được cái tin mèo thuốc giữ lắm thuốc nè.
chắc nhanh dữ lắm. Lấy lại từ đầu mẹ nó đi. Lấy lại từ đầu ha. Bỏ đi. Chứ giờ mấy cây này thì nuôi mấy cây này và mấy cây kia đợi chừng nào mới ra. Bỏ cành này, bỏ cành yếu quá. Bỏ đi. Ở cành này sống xiết gì tính. Thở luôn nha. Ôi cái da nó còn kéo da đồ làm được chứ kiểu này nó một quay quay ra quay nó chảy nước vàng được. Trong nhiều nhèo à. Kiều với cát mà. Một chú kiều mà déo vừa vậy. Mà trộn với Mỹ Tiến luôn đó. Còn giữ ông lại chịu nào không? Hai cây lấy từ cây. Quá trời. Lũ kia đó để kia đó là banh mục nó không bao giờ nó kéo bo miệng được. Tạm để đục ra lại cho nó da thịt và kéo miệng keo vô vậy mà nó kéo nó liền ra được. Kéo từ từ rồi nó kéo từ nó sành nó không mục nữa chứ gì này ú này nó mục hoài thôi. Dạ. À, còn lớp tới chưa? Cái nội kỹ thuật cũng hay ha. Còn thiện khó làm là mát thế. Cái này gọi là cáo rồi. Vậy chứ mình tháo ra rồi mình keo mình gọt mình keo không cho nó mình khô phải đó cho nó sạch nó ra tới cái thịt nó nó sạch chét keo vô nó sạch thì cái loại thời gian cái xung cây cái dạ. Da này nè nó bò nó cuốn vô được dạ. Rồi nó sành cái ở trong này nè dạ. nó quá đá thì cây có giá trị dạ. Còn kiểu này thời gian hả một thêm không chết cây luôn. Ồ, cây này dông không nổi thì đó chính từ cái thẹo này nè cây nó si. Cây này lấy máy nén nó sạch rồi. Lấy máy nén sạch là lụm cực sạch nó chảy gông hết trơn hai cây này. Rồi sạch nó ra gông hết trơn. Sạch đi hả gọt. Sạch đi hả gọt nó keo. Sạch nó mới ngon. Lấy máy nén là giúp nó. Cây này hên xui nha anh Tứ. Ừ. Chứ không có 100% nha. Cây kia thì nó đang bình thường thì có thể mình đà được. Còn cây này là không bảo đảm được. Sao nhưng mà nó sung thì nó khó sung. Nó thuốc men rồi mình phải chăm dữ lắm nó mới được. Quá trời. Như mối à. Đây là mối ra. Nó giảm. Cái này hồi xưa mối ăn thì không mối ăn. Bị lúa luôn rồi. Bị lúa là không đắp lại. Cái này thật là môi nó ra trống ra gì nè. Rồi mình nuôi xung cây cái da này nó sẽ bò nó cuốn vô. Thời gian rồi thế là cái chỗ này nó sành nó còn sống được. Chứ đắp kiểu này là nó không có gáo nước được.
chết cây da. Si luôn rồi. Si dạ thấy nó ra không nổi luôn. Dán bản đồ Việt Nam đó thấy không, thấy sư phụ lầm. Cái hình lưu xung có thể cũng tạo.